Looking for an easy way to run Windows on Mac? Công nghệ UT có thể tối ưu hóa giao thông vận tải của một thành phố lớn. Các tuyến đường đã đặt trên cơ sở hạ tầng đô thị hiện có. Xe điện bánh thép di chuyển an toàn qua khu dân cư và không gian giải trí. Cầu vượt đường sắt dạng dây được nâng cao so với mặt đất giúp loại bỏ tai nạn và tắc nghẽn. UET cấu trúc đường ray kết nối các khu vực đô thị và ngoại ô, các khu vực xa xôi hoặc nhiều ngân hàng của một siêu đô thị. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi mở đầu cho video của Ngọc Bình trong ngày hôm nay. Vâng, lại là Bình đây. Xin chào mừng quý vị các bạn đến với video của Ngọc Bình trong ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị và các bạn một ngày thật là tuyệt vời. Vâng, nếu quý vị các bạn yêu mến Ngọc Bình thì không quên hãy đăng ký kênh YouTube cũng như là chia sẻ đường link YouTube của Ngọc Bình để nhiều quý nhà đầu tư có được cơ hội sở hữu cổ phần tập đoàn công nghệ giao thông thông minh UST. Vâng, hôm nay thông tin Ngọc Bình cung cấp cho quý vị trên trang ust.inc. Một bài viết giải pháp UT có được tích hợp vào cơ sở hạ tầng của thành phố lớn như thế nào? Các siêu đô thị với dân số ngày càng tăng phải đối mặt với những thách thức rõ ràng. Lượng phương tiện giao thông không ngừng tăng lên và đòi hỏi phải mở rộng cơ sở hạ tầng đường bộ. Việc xây dựng các con đường mới rất phức tạp do mật độ nhà ở dày đặc và mạng lưới tiện ích dày đặc. Ngay cả trong những điều kiện đầy thách thức như vậy, công nghệ UT có thể tối ưu hóa giao thông vận tải trong một thành phố lớn. Các tuyến đường UT có thể chạy qua các tiện ích và cơ sở tầng công nghiệp hiện có và không yêu cầu tái phát triển đô thị triệt để. Cầu vượt đường sắt dạng dây được nâng cao so với mặt đất giúp loại bỏ tai nạn và tắc nghẽn. Xe điện bánh thép di chuyển an toàn qua các khu dân cư, tuyến đường dành cho người đi bộ, giải trí, sân chơi và không gian giải trí. Các giải pháp của UT giúp sắp xếp giao thông vận tải trên đất liền và dưới nước, kết nối các khu vực đô thị và ngoại ô, đồng thời liên kết các phần xa xôi hoặc nhiều ngân hàng của một đô thị. Tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải UT có lợi hơn về chi phí xây dựng và chi phí vận hành so với xe điện tốc độ cao, trung chuyển nhanh hoặc là cáp treo. Và khoảng thời gian phục vụ được kéo dài về thời gian và quãng đường tuổi thọ của cầu vượt trước khi đại tu là 50 năm và đầu máy toa xe có thể hoạt động trong 25 năm. Vâng, quý vị các bạn thân mến, như vậy là quý vị các bạn vừa được tìm hiểu một bài viết trên trang ust.inc, giải pháp UT có thể được tích hợp vào cơ sở hạ tầng của một thành phố lớn như thế nào. Và quý vị các bạn cũng đã được theo dõi video trực quan rất là tuyệt vời về công nghệ này. Vâng, một lần nữa để kết thúc video, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, rất là tuyệt vời. Trên hình ảnh quý vị đang theo dõi đó là chiếc Ulibus 25 chỗ. Và hiện nay thì chiếc Ulibus này đã được hoàn thành và đang được vận chuyển sang bên Sara UAE để đưa lên tuyến đường thử 2,5 km. Vâng, Ngọc Bình cảm ơn quý vị các bạn và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.